Theo trang thống kê thời gian thực Worldometer, thế giới đã ghi nhận gần 122 triệu ca mắc COVID-19 và gần 2,7 triệu người tử vong, tăng lần lượt là 588.000 và hơn 10.000 ca. Trong khi đó là hơn 98 triệu người đã bình phục. Đáng chú ý, nước Pháp đã ghi nhận mức tăng ca nhiễm kỷ lục trong 4 tháng. Pháp ngày 17 tháng 3 ghi nhận mức tăng ca nhiễm trong một ngày cao nhất kể từ lần phong tỏa thứ hai vào tháng 11 năm 2020 với 38.501 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.146.609, trong đó 91.427 người chết, tăng so với hôm trước là 246 ca. Tuy ca mới tăng, số lượng bệnh nhân trong các khu điều trị đã lần đầu tiên giảm trong 2 tuần, giảm 20 ca xuống còn 4.219 ca. Phát ngôn viên của chính phủ Gabriel Attal cho biết, các biện pháp hạn chế cứng rắn hơn sẽ được áp dụng ở một số khu vực bao gồm cả Paris từ tuần này. Và chính phủ sẽ thông báo chi tiết các hạn chế vào ngày 18 tháng 3, có thể thực hiện các hình thức đóng cửa một phần. Một nữ giáo viên 43 tuổi người Tây Ban Nha qua đời hôm 16 tháng 3 do sốt huyết não sau khi tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Người này được tiêm chủng hôm 3 tháng 3, không có bệnh nền. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết. Trường hợp đã được báo cáo với cơ quan dược phẩm Tây Ban Nha và châu Âu. Giám đốc cơ quan dược phẩm Tây Ban Nha cho biết nữ giáo viên tử vong là ca huyết khối tĩnh mạch não đầu tiên ở người tiêm chủng tại nước này. Ngày 17 tháng 3, quan chức y tế Ấn Độ Vinod Kumar Pol khẳng định rằng nước này không lo ngại về tác dụng phụ tiềm ẩn của vaccine AstraZeneca đang được sử dụng trong chương trình tiêm chủng quốc gia. Ông Kumar Pol đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh một số nước lo ngại các tác dụng phụ của AstraZeneca liên quan tới chứng huyết khối tĩnh mạch, trong khi nhiều nước như Bỉ, Canada, Australia thì vẫn tin dùng. Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu bày tỏ tin tưởng chắc chắn và hiệu quả của vaccine AstraZeneca trong phòng ngừa bệnh COVID-19. Vaccine COVID-19 dạng xịt mũi là kết quả hợp tác giữa khoa vi sinh Đại học Hồng Kông, Đại học Hạ Môn và công ty dược phẩm Vạn Thái, Bắc Kinh. Dự kiến sẽ có khoảng 150 người tham gia vào quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 của vaccine này. Trước đó, loại vaccine này đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc phê duyệt để thử nghiệm lâm sàng trên người từ 27 tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhóm công tác mới lên kế hoạch để triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 với 150 tình nguyện viên tại đặc khu hành chính Hồng Kông.